Xin chào mọi người Ma Hoàng Trách Nhất Phạm Tầm 171 Hạn viết ma Khẽ giật mình Hơi hơi gật đầu Thở dài Chỉ là Thái tử đinh Hạ Hoàng dâm vô độ Cũng không phải là một cái cục tốt Chỉ ít Thì liên Nhi Có thể bảo trụ tính mệnh Phải biết Nữ tử bị thải âm Tinh khí Toàn thân tận diệt Khó thể sống sót Thác và Thiết Sơn Thở ra một tiếng Trong lòng một trận bi thương liên Nhi Cũng bi thương từng giọt trước mắt ngăn không được rơi xuống chẳng lẽ vận mệnh của nàng đã định trước sẽ bi thảm như vậy sao ở một phương khác ba vị trưởng lão hổ lan xà đã lan công bay đến trước phong lâm thành nhìn về phía từng đạo mây ngũ sắc ở phía trước hơn 500 đại trận giao thoa chiếu rọi lẫn nhau ba người đều lộ ra vẻ kinh thường ha <laughs> đây chính là trận thức thủ thành khiến thác bạc thiết sơn gặp khó khăn sao <laughs> ba người chúng ta tùy tiện ra một chiêu Liệu thể phá hoàn hảo mí mắt hổ trưởng lão khẽ nhúc nhích nhất miệng cười to ta thấy lão gia hỏa kia chính là sợ tổn hao bình tướng mới để ba chúng ta đi lên phía trước mạnh hổ không cần nhiều lời tóc trên tóc thẳng lan trưởng lão khoa khoa tay không nhìn được nói ra để lão phù xuất thủ phá nó dù sao thường nói cấp 7 phía dưới không hóa hư nói đúng là trận pháp dưới cấp 7. đối với cao thủ hóa hư cảnh không có bất kỳ tác dụng gì ta thấy nơi này nhiều nhất chỉ có trận thức cấp 6 phá trận ngược lại rất là dễ dàng. Nói xong, hắn liền vung tay lên, liền chuẩn bị ra chiêu. Thế nhưng, đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hợp thời là nhất thời phát ra. Các người cũng là phá trận sư thác bạc nguyên soái phái tới sau. Vô dụng thôi, trận thức này thủ quyết cổ quái, trừ phi cậy mạnh, nếu không phá không nổi. Một cái lão đầu phá trận dưới thành, ngẩng đầu nhìn thấy lại có người đến, tưởng rằng người trong đồng đạo bị buộc đến đây, không khỏi hảo tâm, nhắc nhở một tiếng này cũng truyền đến bên trong tai đám người tác phạm đang ở trên thành vui sướng trò chuyện. mọi người bất giác sững sờ quay đầu nhìn qua lại thấy ba vị trưởng lão kia đang lăn không đứng ở phía trước càng không khỏi kinh hãi hơn. Ây da, tôi với ba người này thật sâu đó đi tới gần chúng ta như vậy mà chúng ta cũng không phát hiện ra. mỗi mỗi dịch nãy mình bật thốt lên. lông mày trắc phạm cũng dần dần nhíu lại trong mắt nổi lên vẻ nghiêm túc, xem ra cao thủ đối phương đã xuất hiện ô nào đến lúc này lan trưởng lão nhìn thấy những lão đầu dưới thân kia không khỏi hừ nhẹ một tiếng vung lên ống tay áo một cơn gió mát chất thời quất vào mặt những lão đầu kia mà cũng liền ở trong ngay mắt này các phạm đột nhiên không còn cảm giác được sự tồn tại của mấy lão đầu như kia mà thân thể bọn họ cũng vô lực ngã xuống trong mắt rộng tuyết tận diệt nguyên thần cường giả hóa hư cảnh trong mắt gì không được co rút lại các phạm sợ hãi kêu lên cái gì bọn họ là cao thủ hóa hư cảnh sao ba người mô mổ cũng liên tục kêu lên sợ hãi, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Cao thủ hóa hư cảnh là loại tồn tại cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tại thiên vũ. Chỉ có lệ kinh thiên lúc trước cũng chỉ là, là lạ một cái mới được phá. Hiện tại, bọn họ mới thật sự nhìn thấy cường giả hóa hư cảnh thành thục trong lòng của một trận lo sợ. Sắp mặt hơi trầm xuống, các phàm tự hồ đã sớm có đánh trước, đà mặt lên tiếng, mổ mổ, các người đi tìm đệ lão cùng bọn thù lão đến trợ trận ta trước tiên cản bọn họ một chút. Ây, trong ảnh gia, dựa vào hơn 500 trận pháp này, còn không thể cản bọn họ nhất thời. Ngài còn muốn tự thân lên trận sau. Mỗi mỗi dịch mình, hoài nghi nói. Đến lúc này, một tiếng oan minh nổ vang, hơn 500 trận thức lúc trước, còn hoàn hảo, không chút tổn hại, đã bị lan trưởng lão vùng lên ống tay áo, đánh cho triệt trễ sụp đổ, phá giải thành cạnh bã. Bọn người mỗi mổ, mổ vừa nhìn thấy liền nhất thời, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đây chính là thực lực của cao thủ hóa hư cảnh những thứ trần thức cao cấp này tại trước mặt bọn họ căn bản ngay cả giấy cũng không được tính à tránh các phạm, chảy ra một tia hôi lạnh cười khổ hiện tại các ngươi biết rồi chứ ở giữa cao thủ hóa hư cảnh có lưu truyền một câu ngạn ngữ cấp 7 phía dưới không hóa hư nói cách khác trần thức giữa cấp 7 căn bản không khốn được bất kỳ cao thủ hóa hư cảnh nào mỗi mỗi ba người gật đầu ngây ngốc mà nhìn các phạm, tuy tâm lý đã rõ ràng nhưng náo tử vẫn chưa tiêu hóa được nhìn ta làm gì nhanh đi tìm bọn lệ lão trác phàm hét lớn một tiếng mới khiến cho ba người nhất thời tỉnh táo lại vội vàng như chạy trốn bay về phía hắc long sơn trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng chênh lệch giữa bọn họ cùng cao tử hóa hư cảnh quá lớn cũng chỉ coi là kình thiên vừa mới đột phá hóa hư cảnh mới thể miễn cưỡng ứng phó lan trưởng lão nhìn về phương hướng ba người kia thoát đi nhìn không được xì cười ra tiếng nhất định khinh bị nói bà còn kiến hồi khi hình cảnh mà thôi còn muốn chạy thoát khỏi tay chúng ta thật sự là quá ngây thơ nói xong hắn liền muốn vung ống tay ống áo thế nhưng đúng lúc này một bóng người đột nhiên cả nó trước mặt hắn tập trung nhìn lại thì chính là trác phạm không thể nghi ngờ trong mắt bất giác lướt qua vẻ nghi hoặc giang trưởng lão không khỏi sững sờ một chút tiếp đó cùng hai người bên cạnh liếc nhìn nhau hai người kia cũng lấy đất lấy làm kỳ lạ bọn họ vẫn là lần đầu tiên đụng phải chuyện tu giả thiên hình cảnh gặp phải bọn họ không bỏ chạy mà ngược lại còn tiến lên cản trước mặt bọn họ điều này không khỏi làm cho ba người kinh ngạc có chút phản ứng không kịp làng trưởng lão đang chuẩn bị vùng ống tay áo của bóng dưng dừng lại từ nơi xa tháp bà thiết sơn mang theo mọi người đi tới trước trận chuẩn bị sau khi tam đại trưởng lão phá trận liền xuất quân trùng phong tối thiểu trước tiên đem nhiệm vụ lần này hoàn thành trước rồi nói sau lại vừa bàn đụng cái đụng phải tình cảnh trước mắt bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc đến ngay người tiểu tử kia là trác phà ma thân là chủ soái đối phương vậy mà dám một mình ngăn ở trước mặt ba lão gia hỏa kia là muốn tìm chết sao cha lạp hãn dịch mình lo lắng kỳ quái nhìn về phía mọi người đám người còn lại cũng nghi hoặc thật lâu không nói gì chỉ có thác bạc thiết sơn yên tĩnh nhìn về nơi đó mi mắt khẽ dịch dịch tự hồ có loại cảm giác không hiểu tiểu tử người bên chúng ta là người phương nào hay không mà dám ngăn tại trước mặt chúng ta lan trưởng lão cười lạnh lên tiếng quát mắng khinh thường bị môi tráp phạm ưỡn ngực ngẩng đầu hí ngực lên tiếng các người không nói ta làm sao biết chứ à đúng rồi các người đến tục cùng là thần thánh phương nào thế thế mà có thể phất tay phá tan 500 trăm thức của ta ha <laughs> vô tri tiểu nhi quả nhiên không có kiến thức nếu không tất sẽ không dám cản tại trước người chúng ta đan trưởng lão không khỏi cười lớn một tiếng nhìn về phía hai người bên cạnh mà họ cũng đang cười nhạo cha lạc hẳn thấy thế thì bất giác nổi lên nghi ngờ hay à, Tiểu thú này bình thường đều luôn khôn khéo, làm sao lúc này lại trở nên hồ đồ như thế chứ? Coi như người không biết cao thủ hóa hư cảnh, nhìn thú đang có bọn họ cũng nên biết rõ, bọn họ mạnh hơn mình rất nhiều, sớm nên chạy đi. À. Làm sao lại như một kẻ ngu đứng ở đó muốn chết sao? Đám người bên cạnh nghe được thì vẻ mặt hiện lên nghi hoặc, hành động của Trác Phàm hôm nay quá thật là cổ quái, chỉ có Thác Bạc Thiết Sơn cùng Hãn Thiết Ma cùng một số ít người tờ hồ nhìn ra một chút manh mối đang âm thầm gật đầu tiểu tử vậy lá phù liền đến nói nói cho ngươi biết ba người chúng ta đều là cao thủ hóa hư cảnh làng trưởng lão dương dương cổ vô cùng đắc ý trong mắt còn hiên ra khí ngược chi sắc theo suy đoán của hắn tiểu tử này nghe đến hai chữ hóa hư đã sớm bị dọa đến sợ chết khiếp co cẳng liền chạy dù sao tại toàn bộ tây châu hóa hư cảnh coi như là cao thủ tuyệt đỉnh mà hắn tính tình như sói thích nhất là trêu đùa đối thủ để mà họ đang sợ hãi kinh hoảng chạy trốn rồi lại bị hắn tàn nhẫn sát hại thế nhưng biểu hiện của, của trách phạm lại vượt qua người bình thường sau khi nghe làng trưởng lão tự báo tu vi vẫn lộ ra một điệu biểu, biểu lộ mê man giả vờ ngây ngốc cao thủ hóa hư là cái rắm gì chứ ta chỉ nghe, nghe qua tối cường giả là cao thủ thành chiếu cảnh cao thủ hàng đầu thiên vũ chúng ta cũng chỉ có cao thủ thành chiếu cảnh mục tiêu cả đời của ta chính là đột phá thành chiếu cảnh trở thành đệ nhất thiên hạ lăng trưởng lão bất chắc trì trệ chợt cảm thấy như có một quyền đánh vào trên mặt có lực nhưng không có chỗ dùng tiểu tướng này nhãn giới cũng là quá nhỏ hẹp thế mà chỉ biết thành chiếu cảnh không biết hóa hư cảnh còn đem thành chiếu cảnh ra làm tu vi cao nhất hay là tiểu tướng này đến tục cùng là người gia tộc nào quá thật là ít ngồi đã giếng. vốn còn muốn trước bạch hắn giả bộ trâu bò kết quả người ta hỏi gì cũng không biết cái giả bộ trâu bò này một chút hiệu quả đều không có sắc mặt lăng trưởng lão hơi trầm xuống nắm đấm bất giác siết chặt thật muốn đánh ra một chưởng kết thúc tiểu tử này thế nhưng không biết vì sao không cho tiểu tử này biết mình lợi hại hắn liền toàn thân không thoải mái sau đó mặt mũi hắn đang hung thần ác sát đột nhiên trở nên hiền lành kiên nhẫn giảng giải tiểu tử à lá phù nói cho người biết nhé hóa hư cảnh chính là cảnh giới phía trên thành chiếu cảnh một trăm cái thành chiếu cảnh để đánh không lại một cái hóa hư cảnh biết chưa à thì ra là thế nói cách khác các người so với cao thủ thần chiếu cảnh còn muốn lợi hại hơn các phạm gật gật đầu làm ra vẻ chờ thiếu ra làm tự lão vui vẻ cười cười cùng hai người khác biết nhìn nhau lộ ra thoải mái hiện tại tiểu tử này có lẽ đã triệt để biết chúng ta lợi hại chắc là sợ hãi chúng ta rồi đó chờ đến khi hắn dịch mình co cắn bỏ chạy chúng ta ở phía sau hắn xuất thủ khi hắn chết trong sợ hãi thế nhưng các phạm vẫn như cũ thẳng tắp đứng trước mặt bọn họ sắc mặt lạnh nhạt điều này không khỏi làm bọn họ lần nữa nghi hoặc hay tiểu tử người với chúng ta có bao nhiêu lợi hại hay không Vị trưởng lão chớp chớp mắt to thuần phát thì thả lên tiếng. các phàm gật đầu, thả nhiên nói: "Đương nhiên, các ngươi đều là hóa hư cảnh, 100 cái thần chiếu cảnh đều không đánh lại các ngươi, đúng không? Ngươi vừa mới nói qua, chẳng lẽ ngươi đã quên là chúng người già si ngốc hay sao?" Bất giác trì trệ, làm trưởng lão giống như nuốt phải một con ruồi, trong lòng nghẹn một trận, nổi giận lên tiếng: "Nếu như người đã biết, vì cái gì còn không sợ chúng ta?" Còn không bị dọa đến sợ chết khiếp chạy trốn chứ. Bởi vì quay đầu nhìn về phía sau nhìn thấy ba người mổ mổ, đều đã không thấy tung hơi tầm hơi Trác Phạm mới cười khẽ một tiếng cười đùa bởi vì lão tử vốn là muốn ngăn cản các người không để cho các người đuổi theo ba người dịch mình cùng nhau kêu lên thần chiếu đột phá nhập hóa hư vừa vào hóa hư thần hồn về không nhận tam giới lục đạo áp chế cấp bãi phía dưới không hóa hư Trác Phạm gật gù đáp ý êm tai nói xì cười thành tiếng từ sau khi các ngươi tùy tiện phá đại trận của ta ta liền biết tu vi của các ngươi Vừa mới rồi ta chỉ giả vờ ngây ngốc đùa nghịch các ngươi mà thôi. Nếu không phải như vậy, ba cái lão bằng hữu kia của ta làm sao có thể trốn được chứ? Bất quá, chuyện này có bởi vì ba người các ngươi quá ngu xuẩn. Còn thật sự, đối với ta hỏi cái gì đáp đó. <laughs> Liên nhi ở nơi xa, không khỏi cười khẽ một tiếng. Đám người còn lại cũng bật cười ngây ngô. Tuy ba lão đầu nhi này là đến trợ giúp bọn họ, nhưng bọn họ là tướng lãnh đại quân thác bạc. Đối với ba lão nhà này, không có cảm tình gì bây giờ thấy bọn họ bị trắc phàm trêu đùa ngược lại trong lòng lại thoải mái một trận thác bà thích sơn cũng khẽ gật đầu âm thầm tán thưởng không hổ là người kế nhiệm độc cô lão nghi chọn trúng hữu dũng hữu mưu nghĩa bạc vân thiên xác thực xứng làm tân nhập nguyên soái của độc cô đại quân có điều những mày trong mắt thác bà thích sơn lấy lên vẻ lo âu số tiểu tử người dám lừa gạt chúng ta lan trưởng lão hét lớn một tiếng phất tay đánh một trưởng về phía trắc phàm chỉ trong một thoáng trận trận âm phong tràn tới một chướng như một đạo ác lang hung tàn bỗng nhiên nhào về phía trác Phạm, trả nhà mắt đã nhào vào trong cơ thể anh trác Phạm chợt cảm thấy đầu tê rần cảm giác toàn bộ thần thức để đang bị cắn xé đau nhập nội tâm ý thức dần dần mơ hồ đây chính là chỗ đáng sợ của thành thông dịch sát nguyên thần của hóa hư cảnh so với nguyên thần trùng kích của thành chiếu cảnh tuy đều là công kích nguyên thần nhưng nguyên thần trùng kích của thành chiếu cảnh chỉ là một cổ năng lượng công kích mà hóa hư cảnh là đem cổ năng lượng này hóa thành thực thể trở thành đồ vật như linh tinh giống như lan trưởng lão đem nguyên thần của mình hóa thành lan hồn một khi nhào vào trong thế nội đối phương liền đem nguyên thần địch nhân cảnh xé hầu như không còn gì không dư thừa mãi may đúng ta phải bị lục trùng kích cường đại có một trưởng kia đánh vào trong tường thành vùi sâu vào bên trong vùng phế tích không có động tĩnh lan trưởng lão lan không lanh lùng nhìn thấy không tiếp tục đi xem bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết chỉ cười lạnh lùng khinh bị nói chỉ làm con kiếm hôi thiên huyền cảnh cũng dám trêu chọc ba người lão phu quá thật là muốn chết <laughs> hắn chỉ trêu đùa ngươi đừng kéo chúng ta vào bất giác họ nhận một tiếng mãnh hổ lập tức phủi sạch quan hệ dâm xà cũng vội vàng gật đầu cùng mãnh hổ đứng tại trên một đầu chiến tuyến thân là ca thủ hóa hư cảnh thế mà bị một thằng nhóc con thiên huyền cảnh trêu đùa chuyện này nếu như truyền đi mặt mo bọn họ còn đặt ở nơi nào chứ vội vàng đem chuyện này để đầu lan ngu ngốc kia một mình chống đỡ đi. Làng trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy nhìn lấy hai tên cùng một ruột kia, trong lòng không còn gì để nói. Cứ làm như vừa mới nãy, tiểu tử này dùng ngôn ngữ ngăn chặn chúng ta, hai người các ngươi nhìn thấu quỷ kế hắn, xuất thủ ngăn cản những người kia vậy. Mọi người không phải là đều bị lừa sao? Các ngươi Coi là phủ sạch quan hệ, ai quy các ngươi có thể tăng lên một cấp sao? <laughs> ấu trĩ. À đáng tiếc, đây coi như là bình sinh lần thứ hai, lá phu cảm thấy tiếc nuối khi đối thủ bỏ mình. Nơi xa, Thác Bà Thích Sơn thở dài lắc đầu. Lần đầu tiên là độc cô chiến thiên, lão Nhi kia, vốn mong lần này Trác Phạm có thể trở thành một đối thủ tốt của Lão Phu. Không nghĩ tới, còn chưa kịp giao thủ, đứa nhỏ này đã tráng niên mất sớm. Cứ như vậy, tuy là thắng, nhưng Lão Phu lại không có một chút vui sướng. Đám người còn lại nghe thế, cũng khẽ gật đầu. Thật ra nếu như Trác Phạm không phải là đối thủ bọn họ, thì bọn họ vẫn rất kính trọng người này. Thác Bạc Linh Nhi, ai thắng trong đồng một tiếng, trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện khi mới gặp Trác Phạm, trong mắt lại lóe lên từng đạo thương cảm. Thật ra, hắn cũng coi như là ân nhân cứu mặt của ta. <laughs> Đột nhiên, một trận vô hình ba động phát ra, bên trong phế tích kia bỗng nhiên lóe ra thành màng lóa mắt. Làm sao có thể chứ? Hai mắt nhìn không được co rút lại, làng trưởng lão một với mặt kinh ngạc nhìn chăm chú và dự đống phê tích, bất khả tư nghị nói ra. Chỗ đó, làm sao vẫn có sinh mệnh khí tức truyền ra chứ? Chẳng lẽ tiểu tư kia vẫn còn chưa chết sao? Hai người còn lại cũng vẻ mặt hiện lên kinh hãi, tràn đầy không thể tin, khiếp sợ không hiểu. <laughs> Đúng vào lúc này, một tiếng bào hưởng phát ra, Trác Phạm triển khai hai cánh từ trong phê tích phóng ra, răng không bay lên, trên trán có một ngọn lửa màu vàng đang kịch liệt thiêu đốt. Làm sao có thể chứ? Trác Phạm kia chỉ một kích của Lăng trưởng lão thế mà còn sống. Trác Lập Hãn không khỏi dịch nảy cái mình, nhịn không được thốt lên. Nhìn về phía mọi người xung quanh, bọn họ cũng là một vết mặt kinh dị, Tựa hồ hoàn toàn không thể tin được đây là sự thật. Thiên huyền tu giả bị cao thủ hóa hư cảnh dùng một kích dịch sát nguyên thần, tựa như con kiến bị con voi nghiền nát mấy trăm chân, sớm nên chết đến mức không thể chết thêm, thế nhưng tác phạm, thế mà vẫn còn có thể nháy nhót tưng bừng chạy ra, điều này không khỏi làm mọi người giống như nhìn một quái vật. Cho dù là tam đại trưởng lão kia cũng không phải ngoại lệ, nhìn chằm chằm bóng người màu xanh kia thật lâu vẫn không kịp phản ứng thở hổn hển từng ngụm từng ngụm sắc mặt Trác phàm có chút tái nhợt khóe miệng cũng treo một tia máu đỏ tươi nhưng thanh viêm trên trán khiêu đốt lại càng thêm kịch liệt thần thủ cảm nhận một chút ôn hòa của nhiệt hỏa kia các Phạm không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn may mắn nguyên thần quan có thanh viêm phòng ngự nếu không phải như vậy vừa mới rồi nguyên thần quan đã bị diệt sát chết không có chỗ chôn <laughs> nam trưởng lão nhìn chầm chầm vào anh thật lâu một cái mặt bê hoặc nhìn về phía hổ đứng lão bên cạnh nói ra hổ trên thần tiểu tử này có chỗ cổ quái vậy mà mời dưới đòn hạ thủ của lão phu vẫn còn chưa chết chỉ là thụ thương Thật sự là quá không hợp với lẽ thường khẽ cho mày hổ trưởng lão suy nghĩ một chút đột nhiên hai mắt tỏa sáng nghĩ ra nguyên nhân suy đoán trên người tiểu tư kia nhất định có linh binh hoặc ma bảo thủ hộ nguyên thần nếu không phải như vậy không có khả năng tiếp được uy lực một trưởng kia của ngươi lời vừa nói ra không chỉ có là lan trưởng lão kia cho dù là xà trưởng lão trong mắt cũng lộ ra vẻ khát vọng trong lòng hai người đều phát ra dục vọng trần trụi. Bảo bối có thể thủ hộ nguyên thần, cho dù là cao thủ hóa hư cảnh bọn họ, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Kết quả là ánh mắt lan trưởng lão nhìn về phía trắc phàm đã không chỉ là sát cơ, càng nhiều hơn là tham nam cực độ cùng cướp bóc khát vọng. Hoàn toàn minh bạch suy nghĩ trong lòng bọn họ, trắc phàm cười lạnh, từ chối giới chiến, hai tay ở trong bóng tối kích ấn. Tô Thiên Lan hống, không tiếp tục nói nhảm thêm một câu nào. Lan trưởng lão đột nhiên hét lớn một tiếng, khía thế toàn thân đại thịnh một đầu lan ảnh hung mạnh nhất thời hiển hiện trước mặt mọi người tiếp đấy huy ảnh nhất kích đầu xóa kia liền hướng về phía trác phạm bổ nhà qua vì cao thủ hóa hư cảnh này đã đem tất cả lực lượng nguyên thần toàn thân điều động sử xuất một chiêu vũ kỹ nguyên thần diệt sát đường đường là cao thủ hóa hư cảnh lại muốn dùng võ kỹ giết một tu giả thiên huyền cảnh chuyện này trong toàn bộ đại lục đều có thật là chưa từng nghe thấy nhưng bây giờ vì lan trưởng lão này chỉ muốn mau chóng đạt được linh binh có thể thu hồi nguyên thần kia quyết định nhanh chóng làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế giờ khắc này coi như trác phạm thật sự có linh binh có thể bảo vệ nguyên thần không bị giết sát hầu như không còn gì thì cổ nguyên thần trùng kích mãnh liệt kia vẫn như cổ thể tiễn anh đi xuống con đường hoàn tuyền hộ trưởng lão cùng xà trưởng lão thế thế thì liên tục cười lạnh đám người thác bà thích sơn thấy tất cả sắp mặt trở nên nghiêm túc liên nhi càng là lộ ra vẻ lo lắng thế mà trong lúc nguy cấp này ẩn quyết trong tác trắc phạm đã kết tốt thở sâu rồi rống to một tiếng thức thứ ba ma sát tam tuyệt biến chiêu u long quỷ ngâm côn bằng hoàng lôi <laughs> xác chỉ một thoáng một tiếng kêu chấn thiên triệt địa phát ra trước người trắc phạm đột nhiên xuất hiện một đại quái điểu to lớn toàn thân bao trùm thanh viêm cháy rừng đực tử lỗi tử lôi nổ vang không gian nứt toát đây chính là trắc phạm lấy năng lượng bẩm sinh của hai đại thánh thú ngưng kết thành một chiêu số mới đặc biệt nguyện nhằm vào nguyên thần trùng kích dù sao thì thanh viêm vốn là chí bảo luyện thần tử lôi lại là năng lượng diệt sát sát khí chí cường hai loại lực lượng tụ hợp lại cho dù là đối mặt với nguyên thần diệt sát của ca thủ khóa hư Các phạm cũng tự tin có sức đánh một trận cái kia đến cuối cùng là cái gì chứ trong lòng thần linh chấn động làng trưởng lão bất giác kêu lên sợ hãi Thế nhưng không đợi hắn kịp phản ứng quái điệu kia đã không chút chế dự xông lên hung hăng va vào răng ảnh đùng một tiếng vang thật lớn song thú va chạm đầu quái điệu của trác phạm này nhất thời bị đầu ác lang kia đánh thành vấn vụn trác phạm cũng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đầu đau muốn nứt vỡ thành viên trên trán thiêu đốt càng mãn liệt hơn thế nhưng sau khi bị quái điệu kia va nát thành viên con người lại bỗng nhiên sụp đổ bám vào trên thân ác lang kia thẳng đến đầu sói đỏ bị bỏng kêu gào một trận nghe răng gọi bậy từng đào tử lôi từng cái từng cái như điện xà tán loạn trên thân nó đánh cho nó liên tục rít rào giận dữ chỉ trong nháy mắt liền âm một tiếng tiêu tán vô tung vô ảnh thân thể lang trưởng lão nhịn không được hung hăng run run trong mắt tán ra thần quang khó thể tin khóe miệng không lý do chảy ra một tia đỏ tươi đầu càng là như lửa thiêu xét đánh như bị kim châm đau đớn từng trận gương mặt co quắp xài lang xài lang người hai người bên cạnh thấy thế thì bất chắc cả kinh thất sắc tiếp theo lại quay đầu nhìn về phía trắc phàm đang suy yếu trong mắt đã không còn kinh thị ngược lại là ngưng trọng thật sâu một tu giả thiên huyền cảnh cùng một vị đã cao thủ hóa hư cảnh đối kháng chính diện thế mà có thể đem cường giả hóa hư cảnh đánh trọng thương đây thực là thiên cổ chưa từng nghe thấy coi như anh dùng vũ khí sóng âm nhằm vào nguyên thần Cốn tuyệt đối không thể nào a à. trên lịch giữa hai người thế nhưng là cách châu một trời một vực không thể tính theo lẽ thường sao lại có thể như thế chứ trên mặt tam đại trưởng lão để lộ ra vẻ mờ mịt ánh mắt nhìn về phía trắc phàm tràn đầy kinh dị bọn người thắc bà thích sơn thì càng là hai mắt trợn tròn vốn dĩ bọn họ coi là trắc phàm dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng tuyệt đối không nghĩ đến anh lại dám cùng lan trưởng lão liều mạng mà còn có thể khiến đối phương trọng thương chuyện này trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía trắc phàm đã không còn đơn giản là kinh dị mà chính là kinh dị trần trụi cái tên này còn con mẹ nó là con người sao? Tại một phương khác, các Phạm hít một hơi thật sâu, sắc mặt càng thêm trắng xám, thậm chí hai tay hai chân đều lăn lăn không được đang run rẩy. Tuy vừa mới nãy anh dùng năng lượng thuộc tính của hai đại thánh thú âm lang trưởng lão kia một thanh, nhưng không thể phủ nhận là chênh lịch giữa hai người thất thực quá lớn. Cho dù anh ngăn được đạo vũ kỹ nguyên thành diệt sát kia, nhưng quy lực của cổ trùng kích kia vẫn như cũ khiến thương thế quanh lại một lần nữa chịu thêm thương tổn đã là đến đèn cạn dầu tiếp theo đối phương không cần dùng vũ khí gì chỉ là nguyên thần bình thường diệt sát liền đủ để anh vào chỗ chết anh đã đứng trước tình cảnh nguy hiểm nhất thân thể không khỏi run run lang trưởng lão miễn cưỡng đem thống khổ trên nguyên thần áp xuống tuy nguyên thần cũng chịu một tia tổn thương nhưng so với vết thương của trác phàm liền như tiểu vu gặp đại vu căn bản không phải là vấn đề lớn nhưng dù vậy, đây cũng là sỉ nhục cả đời này đối với Lam trưởng lão. Thằng nhãi con, lá vô tuyệt nhiên, không buông tha cho ngươi. Cơ hội nghiến răng nhả ra từng chữ, Lam trưởng lão hung tợn, nhìn về phía trắc phàm, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi một bước đều thế lực thế lực mãnh liệt, phản phất như muốn đem thiên địa dẫm nát. Hộ trưởng lão thấy thế thì nhắc nhở, xài lan, hắn đã trọng thương, lệch không nổi sóng, tùy tiện dùng một nguyên thần diệt sát là giải quyết được. Ta biết, thế nhưng ta tuyệt nhiên không để hắn chết nhẹ nhàng tự tại như vậy Với dứt lời lan trưởng lão đột nhiên vùng tay lên một đạo thanh phong mắt trần có thể nhìn thấy liền dời núi lấp biển hướng về phía trác phàm đánh tới mà trong cơn gió lấp kia còn hối hả truyền đến thanh âm giả thú nộ hống tập trung nhìn lại đây nào phải là thanh phong gì căn bản chính là ngàn vạn cái lan đầu lớn chừng ngón cái tổ hợp mà thành đang dường nên múa vút cánh xé huyền giai vũ kỹ quần lang phệ sắt, lá phù muốn người thống khổ chết đi khi nguyên thần bị xé rách Lan trưởng lão hung tợn giận dữ lên tiếng liên nhi ở nơi xa kinh hô một tiếng không nành lòng che miệng trong mắt trà đầy lệ quang yêu kiều bọn thác và thích sơn cũng nhíu mày một cái trong lòng nổi lên một trận ai thán dù nói thế nào trắc phàm cũng là một anh hùng cái thế nên được người kính trọng kiểu chết như thế thật sự quá tàn nhẫn tác phàm nhìn thấy tất cả mi mắt cũng run lên nhẹ nhẹ nhưng là không biết nên làm thế nào cho phải có lẽ có thể dùng thay hình đoán vị thế nhưng tốc độ nguyên thần công kích quá nhanh trên cơ bản cũng chỉ là một ý niệm trong đầu là thể đuổi kịp anh khó lòng chạy thoát thế mà ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên hắc long phiên thiên wow một tiếng rống giận vung trung trời vang lên con người trắc phàm đột nhiên xuất hiện một đầu long ảnh màu đen đuôi dài hất lên lên đem cái đạo thanh sắc cương phong kia mạnh mẽ đánh tan thân thể lan trưởng lão một lần nữa run run nhanh chóng lui về phía sau hai bước vừa nhìn về phía trước liền gặp được một bóng người khôi ngô bỗng nhiên rơi xuống phía trước trác Phạm toàn thân phát ra hắc khí nồng đậm tràn ngập khí tức nguy hiểm lệ lão người đấu cục cũng đến khóe miệng xẹt ngang một đường cong đạm mạc trác Phạm dằn dặt lên tiếng trác quản gia lá phu tới chậm xin lỗi rơi lên một tiếng lệ cần thiên quay đầu nhìn xem trác Phạm có chút suy yếu mi mắt bỗng nhiên run lên một cái tiếp đó lại chuyển hướng về phía lan trưởng lão trong hai con người đã phú đầy sát ý lại dám làm tổn thương các quan gia nhà ta lá phù tất phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn hồ hoàng nghĩ rằng lần hét lớn một tiếng lan trưởng lão lại khinh thường bĩ môi liếc nhìn do xét hắn thật sâu cười lạnh nói ra người chỉ là một tu giả mới đột phá hóa hư cảnh không lâu vừa mới ngưng tụ ra thành hồn lại dám càn rỡ như vậy thật sự nói khoác mà không biết ngượng đàng hoàng nói cho người biết vì hổ trưởng lão này thế nhưng là ca thủ hóa hư cảnh tam trọng hai người chúng ta cũng là ca thủ hóa hư cảnh nhị trọng, nếu không phải lúc trước lão phu có chỗ thương thế, bằng một chiêu vườn mới nảy của ngươi há thể tùy tiện liền đem lão phu đẩy lui xong, tức thời thì cút xa một chút cho lão phu miễn cho đánh mất tính mạng mình, uổng phí một lần đột phá hóa hư cảnh. ha ha lề lão người thấy rồi à, mấy người này cũng chỉ là hóa hư cảnh mà thôi, nhưng đầu óc thì không dùng được, nhất là tên trâu trắng kia thần hồn hóa thành lan hồn, nhưng chính là một tên ngu ngốc song phương đối chiến nào có đạo lý đem vốn liếng của mình thông báo hết cho đối phương chứ thật sự là không sợ đối thủ như Thành. chỉ sợ đồng đội ngu như heo lời gần thiên còn chưa lên tiếng các phàm đã cười khẽ một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ hổ trưởng lão cùng xà trưởng lão cùng nhau liếc mắt trừng lan trưởng lão một chút tuy không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói tiểu tướng này nói còn con thật mẹ nó có đạo lý phục <laughs> ly nhi một lần nữa lại cười khẽ một tiếng trong mắt chảy ra hỉ lệ đan sen đám người thác bạc thiêu sơn nhìn thấy tất cả thì liên tục gật đầu. Thần đang ở hiểm cảnh, lại vẫn như cũ lạnh nhạt, tự nhiên như thế. Trác phàm này quả nhiên có tướng xoái chi tài, anh hùng cái thế. Chỉ có lao trưởng lão kia, liên tiếp bị trác phàm treo trọc lường gạt, lại là, là một mưa mặt mò, tức giận đến sắp nổ tung. Thằng nhãi con, hôm nay lão phu, nhất định phải chém người thành muôn màn mảnh. Hồng Hằng nghiến răng, gian trưởng lão nổi giận một lên tiếng, liền muốn xông về phía trước, lại bị hổ trưởng lão, khẽ vươn tay, ngăn lại. Xài lang, người có thương tích trong người không nên tái chiến người này để lá phu tới đứng phó đã xong hổ trưởng lão liền hướng về phía trước vọt lên một bước khí thế toàn thân đại phóng một hư ảnh kim tình ban lang hổ đột nhiên xuất hiện quanh người cổ khí thế chấn nhiếp khiến tác phạm đang trọng thương ngay không được mà khí tức trì trệ